tăng trưởng tìm hiểu cơ hội kinh doanh này, giờ chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng và cái niềm tin để chúng ta cùng nhau nỗ lực để cùng nhau đến khi đến thành công, đúng không ạ? Đúng. Trước kia khoảng 7-8 năm trước thì Ái My là một cô gái bán trái cây và My là kinh doanh trái cây bán được khoảng 10 năm. Dạ, thì My bán đắt trong nhà, cực kỳ đắt luôn. Dạ, đắt vô cùng, tiền thì rất là bao la luôn. Thấy miệng My đắt. Dạ, thấy cái miệng đắt đúng không? Dạ. Nhất là kinh doanh đó, mình là rất là thuận lợi luôn. Tiền có rất là nhiều, nhưng mà sau nhiều năm mình kinh doanh á thì sức khỏe mình nó không có cả nhà. Bởi vì phải là buôn bán, phải đi cái cơm đúng không ạ? Phải dọn dẹp, phải trưng bày rồi đủ thứ hết. Và buôn bán đó, khi mà mình bán xong rồi á là tới khoảng chừng mình góc đầu vậy á, mình góc đầu lên để mình nhìn mọi người coi còn ở đó không, thì coi như là cái cô mà bán mà thức ăn sáng cho mình á, người ta cũng đã dẹp được cái tiệm của ta luôn rồi. Nên ra là sau nhiều năm kinh doanh á thì Ái My được khuyến mãi rất là nhiều căn bệnh luôn cả nhà. Giống như nãy là bạn Ngọc đã chia sẻ, một cô gái rất là nhỏ nhắn lúc trước Ái My kêu chỉ có 43-44 kg thôi. Trong người là phải mang những căn bệnh trong gan, trong mỡ, trong gan có mỡ, rồi men gan cao, hở van tim, đặc biệt là viêm loét dạ dày, kế nữa là viêm họng, viêm son là bị thối nguyên một bên nữa, một bên là thối luôn, và nó rất là đau đớn cả nhà. Kế nữa thì khi mà mi biết được những cái bệnh của mình á, là bắt đầu là mi cảm thấy rất là lo lắng, rất là sợ, cực kỳ sợ luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì mình là một người rất là đam mê kinh doanh, nhưng mà cái sức khỏe của mình không có. Một tháng 30 ngày mà Ái My là phải là đi vô nước biển chìm 31 ngày nữa nè. Cứ chưa là bắt đầu vô chai nước biển xong mới được về tới nhà. Và nó duy trì 10 năm trời luôn. Đến nỗi mà khi mà mình thấy cái chai kim tim á, là cái cô mà chạy y tế á, cổ tiên tới My rồi, khi đợi tới My bắt đầu My đã khóc trước rồi. My cô sợ, rất là sợ lắm cô. Cô nói không, con ơi, cô đừng có sợ, cô quá rồi, cô lấy cái tim của em bé, cô ghim đi cho con, chứ không phải tim của người lớn. Cái chuyện vô mọi người, My rất là sợ luôn, tại vì nó đâu còn chỗ nào nữa đâu mà tim đâu. Đó là 10 năm My duy trì với thuốc tay luôn. Trong ngày xưa mà My bán có cái áo, chắc không biết trong đây mọi người có hay mặc cái áo mà có hai túi ở bên mà. Đó, là hai cái túi ở bên đây là đều có thuốc tay hết. Cái gì cũng có hàng tay hết. Trong nhà của My là từ đầu trên tới đầu cuối đều là cái tay hết. Và đến ngày hôm nay, thậm chí ngày hôm nay mà My thấy cái gì muốn bay từ xa là My cảm thấy rất là sợ luôn rồi, cực kỳ sợ luôn. Nên thành ra là khi mà mình kinh doanh buôn bán mà tiền thì nhiều mà sức khỏe không có, lúc đó là mình có suy nghĩ lại đấy nha. Thì cái cơ duyên mà My đến cơ hội kinh doanh ăn quay thì cũng nhờ qua một cái buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí của một người bạn. Và người bạn đó thật sự ngày hôm nay Ái My cũng coi đó như là một vướng nhân, thật sự là gọi là vướng nhân của mình luôn, một ân nhân của mình luôn. Bạn ấy chính bạn ấy là người đưa cái dòng dinh dưỡng luôn Lai đến cho Ái My cả nhà. Và nhân tiện ngày hôm nay Ái My xin mượn đôi bàn tay của cả nhà gửi đến người hiện tại bây giờ là cái bảo bối của My luôn, còn ngày trước là tài sản của My, còn hiện tại sau này là bảo bối của My là bạn Kim Nhung ạ. Xin cả nhà. Mọi người đây có nghe cái câu này quen không ạ? Đúng không ạ? Khi mà kiểm tra sức khỏe miễn phí thì ai cũng rất là cần đúng không ạ? Và ai cũng rất là muốn. Tại miễn phí mà đúng không ạ? Ai cũng muốn hết trơn. Thì My cũng gọi bạn đi chạy đến đó để My đăng ký cho mình một cái suất để được kiểm tra sức khỏe miễn phí. Thì khi đến đó thì My thấy nó cũng có người hết trơn, còn người lớn tuổi mà. Bản thân mình là nhỏ tuổi nhất luôn mà mình nhiều nhất trong đó luôn nha. Cũng như mình suy nghĩ là trời ơi sao tự nhiên đó. Mình cảm thấy rất là nghẹn luôn, mà thấy những người lớn tuổi ngồi đó thôi, mi cũng không về, mi coi như mi nhường lại cho không phải gọi là nhường đúng không, thật sự là mình thấy những người lớn tuổi ngồi đó mình cảm thấy mình buồn quá, mình đi về cái nhá, mình đi về thì mình qua vừa bước ra thì Kim Nhung muốn bạn nó kêu lại, nó nói chị cho em số điện thoại đi, khi nào mà bớt người của em gọi cho chị lại, thì khoảng 12 giờ 17 giờ 12 giờ kêu hơn chút xíu thì Kim Nhung bạn mới gọi cho mình và kêu đến kiểm tra cho mi chị vì cái chỉ số ở của mi á. Mọi người có được, ở trong đây có ai được kiểm tra cái máy ghi lượng được định lượng chưa ạ? Đã có, thì khi mình kiểm tra thì mới cảm thấy là rất là sợ, cực kỳ sợ luôn.
và kể từ đó lại như là Kim Dung đó mà mới chia sẻ những dòng dinh dưỡng của chúng ta cho em mình. Và khi mình đi đem về đi dùng á, tại vì cũng bán rất là bận rộn đó nha, rất là cực kỳ bận rộn luôn, và bán ngày này quá tháng nọ, ngày này tháng nọ, mình cũng dùng kiếm tiền kiếm gì dùng vậy đó. Kiếm gì dùng mà mình hết bệnh thằng nào mình khỏe nào mình cũng uống hay luôn á. Tới cái lúc đó mà cái cô y tá mà tiêm cái nước tiểu cho mình, gì nước tiểu cho mình á, tại vì đối diện trong mình bán là cái cô đó là trạm y tế luôn, trạm y tế là đối diện trong mình bán luôn. Cái cô mới đi ra con mua trái cây, con uống, con nói ủa không ơi sao tưởng ngoài cho cô không thấy con vô nước biển. Thật sự mà khi mà nói là mình nghe, thật sự nghe nói như ngày nghe hết thì nước biển cực kỳ sợ luôn. Thì khi mà cô nói rồi thì mình sẽ nhớ lại đúng không nhá, đâu rồi mình không có vô nước biển mà mình cũng không có nước tay luôn, mình không có hay luôn á. Cái xong rồi mình tự nhiên mình nghe vậy mình còn tăng niềm tin lên hơn nữa, bắt đầu mình dùng nhiều hơn nữa. Thì khi dùng thì mình phải alo cho Kim Nhung để cho bạn ấy đặt hàng cho mình. Chứ lúc đó mình đâu có biết làm thẻ là gì đâu, cả nhà không biết luôn, chỉ là biết sử dụng sản phẩm thôi. Thì khi mà liên hệ với Kim Dung thì Kim Dung mới chia sẻ và Kim Dung làm thẻ cho mình để được mình sử dụng sản phẩm giảm 10, ngày xưa là 15% nha, chứ không phải là 10% như nhờ. Dạ, đã được giảm 15% trên mọi sản phẩm. Và khi làm thẻ xong rồi thì Kim Dung mới trò chuyện với mình, mình xin trò chuyện với mình, mới mời mình đi đến những cái buổi chia sẻ như là đại hội thành công, buổi gallery. Thì khi đến đó rồi My mới là thật sự mới là cảm thấy mình vô cùng may mắn luôn. Tại khi đến đó rồi My mới bắt gặp được một cái cơ hội kinh doanh vô cùng tuyệt vời và cái môi trường vô cùng nhân văn, môi trường vô cùng thân thiện cả nhà. My bước đến cái môi trường đó không biết ai hết trơn luôn, nhưng mà người ta đâu biết mình rất là niềm nở, người lạ không mà, nhưng mà rất là vui không hỏi luôn. Thì còn cuộc sống của My chỉ là sáng mất 1-2 giờ là đi chợ đồng hóa đến cái cây về bán rồi. Còn My chính tay của My là lựa từng cái loại trái cây để ra người bán. My nó bán rất là kỹ tính rồi ra. Tại sao nãy My nói My bán rất là nhiều tiền cho cả nhà, tại vì sao biết không ạ? Tại vì My lựa từng cái quả đem về bán và cái sản phẩm của My, cái trái cây của My nó cực kỳ ngon luôn, coi như là hàng nhất rồi. My bán cực kỳ rẻ luôn chứ không có mắc gì của người ta. Thay vì ngày xưa người ta bán 5 ngàn ký, còn My bán có lợi có 3 ngàn 2 ngàn ký à, bán không nữa là My bán quỳ vốn luôn, là coi như là ngày đó là My bán rất là trọng nhẹ, không có tồn hàng lại. Nên là ra là sản phẩm đi ra rất là nhiều, My đi số lượng chứ My không có đi về cái giá tiền, My đi số lượng à. Nên ra là tại sao My bán rất là đắt, còn tiền rất là nhiều là như vậy à. Thì sau khi mà My đến tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh đó rồi, My có tiền ra được quá nhiều giá trị có trong cơ hội kinh doanh đang quay mà có thể giúp đỡ mình hoàn thành những ước mơ của mình các nhà. Tại My á là My mê, nhất đầu tiên là My mê là mê du lịch cực kỳ mê du lịch luôn. Bán xong bán trên cuối tháng xong thì nó là bắt đầu cuốn gói đi, bỏ hết tất cả để đi chơi. Và đi chơi có phải mình là người bỏ tiền đi không ạ? À? Đi chơi du lịch mình mê du lịch mình là người bỏ tiền đi, nó đi hết xu nước này đi xu nước nọ là tự động mà không mình đi. Nhưng mà khi đi vô đây rồi My cảm thấy được là trời ơi, trong đây khi mà mình thành công rồi mình được tự do thời gian nè, tự do tài chính nè, mà lại có một cái giá trị mà My vô cùng tâm đắc luôn, đó là giá trị báo hiếu. Giá trị báo hiếu mà My bản thân hiện tại bây giờ My đang cố gắng nỗ lực để mà My thành công sớm, để My báo hiếu cho mẹ của mình, cho cha của mình. Cảm ơn cô Thái Bình này và tất cả mọi người anh chị đã lãnh đạo đã đi đến để cổ động.
giờ ngày hôm nay mẹ của My có một sức khỏe cực kỳ tốt luôn nha. Mẹ của My là bệnh rất là nhiều luôn mà trồng do trồng do này à, nhưng mà ngày hôm nay là khi mà mẹ My đi chuẩn bị đi sang mẹ của My đi du lịch mấy tháng là My chuẩn bị nguyên cái bộ dinh dưỡng cho mẹ của My nguyên 3 tháng luôn cho mẹ My dùng. Tại My sợ đó nha, My sợ đi vô mệt xong rồi mẹ mê đi kiếm làm kiếm tiền đấy, mẹ không chăm sóc sức khỏe, mẹ lại trở về cái vị trí cũ nữa thì coi như là cái những cái công sức mình bỏ ra nó không phải là công tác đúng không nha. Nên ngày hôm nay dù mình không có tiền nhiều nhưng mà mình có sức khỏe mình mang đến cho gia đình cho con của mình, đặc biệt là người mẹ thân yêu của mình, thì cái đó là một cái mà mình nên cho mọi người, nên cho. Thì một phần nữa là mẹ của My là rất là thích đi du lịch luôn, cả nhà giống gia đình cũng thích du lịch rất là nhiều, nhưng mà mình đâu có thể nào có khả năng để lo cho gia đình mình đi đúng không ạ? Còn mình không có thể nào mà lo cho mẹ My đâu, ví dụ như mẹ My thích cái này mẹ My thích cái kia, mình không thể nào lo cho mẹ mình. Nếu như mà nói về cái con đường của mình, ngày hôm nay là cái giá trị mà My tâm đắc vô cùng, đó là giá trị đầu tiên, đó là giá trị báo hiếu, cái điều đầu tiên My đã làm được cả nhà ơi. Tháng 11 này á, còn có vài cổng tháng mấy tháng nữa thôi là con cũng chính thức được trở thành nhà phân phối của tập đoàn Amway rồi. Cái điều mà Mai My vô cùng trân trở cái thời gian đầu tiên của My đối với con gái của mình á, là My cũng rất là khó chịu, rất là day dứt thôi nha. Nhưng mà ngày hôm nay á, My là cảm thấy là mình lựa chọn cho con tại con My là chuẩn bị đã học thân nhất thôi, nhưng mà đây bản thân của My là mẹ đơn thân á, nên ra là My không thể nào lo cho con của mình được trọn vẹn được. Nhưng mà khi mà My biết đến cái cơ hội kinh doanh này rồi á, thì My suy nghĩ lại, đây My không phải là My nói ra để cho mọi người về cho con mình nghĩ là nghỉ học, không phải đi nha, mình sẽ đâu phải, nhưng mà tại vì bản thân của My không thể nào lo cho con mình, My chỉ là đi học đến nơi đến chốn được, nên là đây là khi mà bạn mới có một cái kết quả rất là cao ở trong cái thi một cái tốt nghiệp 2 rồi, rất là cao luôn rồi, nhưng mà My vẫn quyết định cho bạn nghỉ học cả nhà, nghỉ học tại vì không thể nào mà lo cho con mình 4 năm đại học trên cái lớp sàn hàng này được cả nhà ơi, thật sự không thể nào lo được, mẹ đơn thân không thể nào lo đủ thứ cho gia đình, dù gia đình là dù con của mình không thể nào lên cao mình, vì có thật khó chăn trở bản thân My một tháng trời luôn, còn My tụt gần 5-6 ký luôn, tại vì My quyết định cho con mình nghỉ học, và con mình nữa trước cái thời gian đầu con mình không nói gì cả, từ ngoan bé rất là ngoan, cực kỳ ngoan luôn, cái không nói nhưng mà bé chỉ buồn thôi à, cái bé cái gì xíu mẹ ơi, cái nhà trường thì gửi thư mời này mẹ ơi, cái nhà trường kia gửi thư mời mình sốc vô cùng đấy, sốc vô cùng, nhưng mà mình thấy là không có thể nào đâu cho con, trong khi đó là cái bản thân của mình đã biết đến cái cơ hội kinh doanh Amway này, và mình nghĩ kinh doanh Amway mình chỉ thắng ở ngoài là 7 năm nay rồi, vì không có làm mà từ mua bán cái cây luôn đó, thì mình thấy là thứ nhất bản thân của mình thích tự do thời gian, thích tự do về tài chính luôn, mà con của mình đó khi mà tốt nghiệp ra 4 năm đại học rồi để đổi lại lấy được một cái tấm bằng nữa nha, mất thời gian nè rồi mất về tài chính nữa, đổi lại lấy tấm bằng lại đi xin cái công việc làm nó phù hợp với tấm bằng, thì có phải là quanh về được là có phải là cũng vẫn đi làm thuê cho ta đúng không ạ? Đúng đúng ạ, trong khi đó bản thân mẹ của mình là đang định hướng cho con mình một cái công việc được để nỗ lực từ 3 năm đến 4 năm để được tự do thời gian, được tự do tài chính và tự do tất cả mọi thứ luôn, và được tất cả rất là nhiều thứ, thì My mới là suy nghĩ và quyết định cho con mình nghỉ học ở cái nhà. Và khi rất là cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo, như là lãnh đạo phía trên của My là lãnh đạo chị Hồng Tình, chị Đường Anh, rồi là giám đốc Lâm Bình, tất cả những lãnh đạo đã nói chuyện với bé của My, và bé của My bắt đầu tự nhiên hiểu sự nghiệp kinh doanh Amway cả nhà, hiểu sự nghiệp kinh doanh Amway, tự nhiên bé rất là vui vẻ luôn, cực kỳ vui vẻ luôn, và bé ạ, cái buổi đó My ra ở nhà bé hỏi mẹ, ủa bữa nay mẹ không có đi đâu hả? Là mẹ My bật cười ngang tay, My là lúc trước là My đi ra ngoài đường, bé không biết My đi làm ăn quay, bé không biết, cái tưởng là My đi chơi hả? Xong rồi mẹ nói gì, bữa gì ạ? Nói gì ạ? Cái xong nói không có, con hỏi mẹ bữa nào mẹ không có đi làm ăn quay hả? Nó hỏi gì á? Cái xong nói bữa gì ạ? Hỏi gì ạ? Không có, con hỏi là con đi với mẹ, con đi học với mẹ. Tự nhiên mà nghe bé nói xong rồi tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng ở nhà, tại bé nó không có, lúc đầu nó không có đón nhận quay, nó chỉ là sử dụng sản phẩm thôi chứ không bao giờ đón nhận. Nhưng mà cảm ơn bé Nhi nữa nè, bé Nhi nhà này đó. Trò chuyện với bé nên ra bé mới nổ được gì đó, và bé đã cho mình một cơ hội để đón nhận quay, và bé đang
chờ từng ngày từng ngày để được gặp nhà phân phối của ông Huỳnh với Đạt. Thì cái giá trị tế tế nữa mà em cũng muốn chia sẻ đó là cái giá trị hỗ trợ nha. Tại vì em rất là không biết sao đó, cái tình yêu nó dành cho cái thế giới này là hình như là nó sao nó cứ thôi thúc mình nó cả nhà, nên người ta lại đi đến đâu cũng muốn giúp người ta hết trơn á. Không phải ngày không phải mình làm ăn quay nhưng mà mình mới giúp đâu, mà ngày xưa mi làm mình không có tiền, mi bán không có tiền, mi cũng nhận đi giúp người ta, mà cái đó là một giống như một cái sức mạnh chứ còn đi sao đó. Đó nhưng mà khi mà mi biết đến cái sự cơ hội kinh doanh này rồi á, có phải là mình ngày hôm nay nè mình đi chia sẻ cái sản phẩm này cả nhà, đây là hoàn toàn mình sinh học đúng không ạ? Rất là tốt cho gia tài của mình luôn, mà tốt cho sức khỏe của mình nữa. Nên ra đây ngày hôm nay mình đi chia sẻ cái sản phẩm này mình đang giúp người ta, chứ đâu phải mình đi bán sản phẩm đâu có nhà. Mình đang đi giúp luôn nè, Nên ra là ngày hôm nay là khi mình nói về sản phẩm là em sẽ nói rất là nhiều. Nói sao cho người ta lấy thêm cái sản phẩm người ta lựa. Không phải bán mà nói với chị khách hàng mình phải lấy. Nhưng mà đây là cái sức khỏe của mình đang cho vô cơ thể mình mỗi. Đúng không ạ? Nên là gọi xin một cái nữa, ví dụ như sau này mà mình xui thành công cái nha. xui thành công rồi là có phải mình giúp được rất là nhiều không ạ? Ngày xưa 2 năm dịch vừa qua cái nha, 2 năm dịch vừa qua là tất cả những nguồn tài chính, cái cả công việc nó có một người đều bị dậy là đúng không ạ? Và anh My không thể nào chịu nổi, anh My được xong pha ra luôn cái nha, bỏ tiền túi ra để đi giúp đỡ cho người ta, giúp đỡ tất cả luôn. Nhưng mà khi mà My cảm thấy là cái sự giúp đỡ của mình nhận lại được từ cái nụ cười của họ, tự nhiên mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn. Ngày hôm nay mình gặp họ và được cái tin họ của xong bé này thấy bạn quen quá, bạn quen mà mình đâu biết họ là ai, nhưng mà họ chỉ nhìn được ánh mắt mình thôi, tại vì lúc đó mình bật chân rồi đúng không cả nhà, mình rất là hoa nhưng mà thấy được ánh mắt với giọng nói của mình, cái mình nói dạ cô ơi, vậy cô ở cái việc nào vậy cô, cô đâu có việc đó cả nhà, các có thể cô biết con và cái thành công cho đúng rồi đó. Nhưng mà nhìn người ta đọc lại người ta biết ơn mình rất là nhiều. Đó là dù ngày mình không có nhiều nhưng mà người ta vẫn quan trọng mình biết ơn. Ngày hôm nay mình biết đến cái hội kinh doanh năm quen này thì mình hãy cho mình một cái sứ mệnh đi cái này, một sứ mệnh đi chia sẻ đi giúp đỡ cho người ta biết đến cái hội kinh doanh này, cho họ thoát những cái cảnh như là nghèo nè, cái đầu tiên là nghèo nè, còn phải là rất là băn khoăn về cái thời gian nghỉ ngơi này nọ đủ thứ hết trơn á, sáng dậy phải tắt bật đúng không, phải tắt bật luôn để mà đi làm thuê cho người ta, nhưng mà đổi lại họ là không có được cái gì nhiều hết trơn. Tại vì biết tốt trong cuộc đời mình không có chừa một người nào mà nó cố hổ nói là ngày mai tao đến với mày, đúng không ạ? Không thể nào nói được. Nên ra ngày hôm nay khi mình biết đến cái hội kinh doanh đang quay này, mình hãy cho mình một cái trái tim để mình đi chia sẻ cho những người thân của mình cái nhà, thật sự rất là tuyệt vời đó. Còn như cô chú anh chị mới ngày hôm nay mình đến đây á, mình chưa có hiểu gì cái hội kinh doanh đang quay này hết, thì mình hãy cho mình một cơ hội để ngồi lại với cái người mình đã có đến đây á, mình hãy hỏi tìm hiểu rõ về cái hội kinh doanh đang quay này là gì đi, cái sản phẩm này là gì đi. Nó tuyệt vời đó, và nó có một giá trị nhân văn cực kỳ luôn. Thì ngày hôm nay em muốn nhắn gửi đến tất cả công chúa các anh chị có khó mặt trong tháp phòng ngày hôm nay là bản thân của My một ngày xưa gầy gò ốm yếu này nọ đủ thứ hết, bệnh tật đủ thứ hết, nhưng ngày hôm nay em My là cực kỳ khỏe luôn cả nhà, hơn 10 năm nay rồi không còn dùng bất cứ một viên thuốc tây nào nữa cả nhà. Thì My tin chắc là tất cả cô chú các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay
cứu một anh chị lãnh đạo cấp trên đi cái chuyến du lịch New Zealand. Và Ivy tự nhiên thôi thúc vô cùng đưa mọi người ở sân bay. Tự nhiên mình rất là thao thác, rất là thao thác là sau này nó nhớ mình cùng mình, người thân mình cùng mình đi những chuyến du lịch miễn phí trọn đời nếu như mà mình thành công trong sự nghiệp kinh doanh quay. Mình chỉ cần mình đặt Imigo thôi cả nhà, đặt Imigo là cấp bậc nhỏ nhất của em quay thôi nha, đó là cấp bậc nhỏ nhất của em quay thôi, nhưng mà mình đã được đi trường đi du lịch miễn phí trọn đời của em quay rồi đó. Và đi du lịch là đi với quay là khỏi lo cả nhà, bước tới sân bay là có người đón mình rồi, qua tới sân bay nước ta là đã có tiền để trong tay để được mình đi chi tiêu mua sắm ở cái nước đó rồi. À, bước vô cái khách sạn là có người cũng đón mình được rồi. Đó thành ra là ngày hôm nay ai mà yêu du lịch thì cùng My nỗ lực lên để chúng ta cùng đi chinh phục những chuyến du lịch sắp tới. Chuyến du lịch sắp tới My là chuyến cùng nhau nỗ lực để đi đến Paris cả nhà ơi.